Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Quyền Micro. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác một combo sự kiện test để gửi đi Sài Gòn. Đó là một bộ mic không dây đi đặc cả của mã R3600, nên là bản mới nhé, mới tinh. Những tất cả những dòng sản phẩm mà sự kiện để em được khuyên các bác là dùng sản phẩm mới, nhất là sóng còn xa đấy, và côn mic cái độ nhạy còn cao nên là các bác làm sự kiện sẽ yên tâm hơn. Những dòng sản phẩm bãi thì đa phần em bán cho nhà dân. Sự kiện thì tùy các bác, nhưng mà về cơ bản thì là khuyên các bác là nên hạn chế dùng sự kiện cho những dòng mic như lên cả, vì những hàng bãi người ta dùng rất là lâu, từ 2010 2011 89 năm sóng nó còn ngắn đi rồi. Vâng, thì hôm nay đây là một combo thực sự là VIP. Thứ nhất là bộ Dynacard sóng vòm 3600. Nếu có so tại thời điểm này, những bộ 8, 9, 10 triệu sẽ không ăn được những dòng như này. Thứ nhất là sóng vòm chạy mạch kem nhiễu, tất cả những dòng sản phẩm tự cắt trên thị trường đều không chạy mạch kem nhiễu, trừ Sure, Sen và Dynacard là chạy mạch kem nhiễu không tự ngắt. Mạch kem nhiễu nó cao cấp hơn rất là nhiều lần. Thứ nhất là các bác bật lên sẽ không nhiễu tạp âm, thứ hai là không cần phải dùng tự ngắt vì nó không ăn pin. Công nghệ sóng vòm thu phát gốc đấy, là anten này nó phóng khỏe ra là tìm tai mic nên là sẽ không ăn pin. Thì hôm nay em sẽ xét một combo để gửi đi vào Sài Gòn. Đấy, các bác có nhu cầu thì những cái dòng sản phẩm này thì liên hệ em số điện thoại 0988 322 626. Những sản phẩm đi đặc cả các bác yên tâm là không không lo hàng nhái hàng giả, tất cả những sản phẩm mới mà em đưa về trải nghiệm đều mở ruột cho các bác xem. Tuy là các đặc trưng là phải là sóng vòm nên cái khi các bác mở ruột ra em khẳng định các bác là không lo hàng nhái. Và nếu như mà có những sản phẩm người ta nhái được sóng vòm đến Sure với Sen đến bây giờ vẫn còn chạy sóng thẳng, và chỉ những bộ cánh sóng của Sure với Sen mới chạy sóng vòm, về những còn dây là cả nó chạy sóng vòm luôn, sóng gọi là sóng cong ấy. Thì em sẽ test ở cái dòng vang số cho bác này, đó là dòng mã 1080 M bản Việt. Đây là bản mà rất ít khi gặp nhất ở trên thị trường, nó là bản 32 cần và chỉ xúc được bằng tay, chẳng hạn như em ấn xúc này đang kết nối nhưng sẽ không xúc được. Đấy, kết nối ra nha, thì bác ấn nút xúc con này đấy, nó hiện cái cổng cắt xúc này, cái con này cắt xúc được bằng tay, và bác có thể chỉnh lên được cái gain lên là một lên là 800 never, nên là 800. Đây là bình thường những bản đặc biệt từ tầm 400, nhưng đây là bản mà em ít gặp nhất, đó là bản lên 800, bản CISO trong khung mờ và chất lượng nhạc hay, có lẽ là rất ít khi tự hào là rất ít khi gặp những bản như thế này. Thì sẽ test cho thử nghe thử đầy đàn rồi. Còn vào số này em chỉ còn có hai con thôi, các làm nhanh chân thì liên hệ em số điện thoại 988 3266 giúp em. Đấy, bản 1080 đẹp như mới luôn, bản 32 cần 3,7 triệu quá nhá, em sẽ tặng giấy tắc và tặng cả khiển luôn. Con này là hơn 4 triệu, 4 triệu 3 đấy, đợt này em đang giảm giá là 4 triệu 3. Còn khẳng định các bác là Lyrica thì nó là một đẳng cấp khác biệt, một sự khác biệt không giống ai cả. Các bác nghe thử cái âm này, đây là em đang chỉnh chế độ eco và em cài luôn cả effect rời cho bác khách lên. Đấy, tiếng eco của nó lên như này mà dày, tiếng eco lên rất là dày và đậy đấy, không khác gì dòng X cả đấy. Thường thường các bác chê CISO, nhưng ở những đời chuyên nghiệp như CISO 0080 VF360 thì eco lên rất là tốt nhé, bác chỉ cần làm chủ được nó thôi. Đấy, nhưng em vẫn ưu tiên là số 1 về dòng Eco và Reverb, vẫn ưu tiên cái vẫn cho cái con 1080M là điểm 10. Còn ở những dòng CISO khác như dòng T3 thì người ta thiết kế để hỗ trợ hát karaoke nên tiếng mic còn rất là bay. Thường những bác khi mà không làm chủ được con vang số này thì sẽ đánh giá là con này sẽ thua con CISO T3 này. Rất nhiều bác nhưng khẳng định là con này mới là con hay. Em ơi xuân đến thao thức vì em, vì đời còn dài giấc mơ còn dài, rồi đây mai em 16 lịch đấy. Có thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Em đang dùng khiển nhé, có nhé, con này cài khiển sẵn cho các bác thì tiếng eco của nó lên rất là rõ, và FXR thì em cài ở sổng center và cổng 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 lên cổng lên cổng ly
đấy, thì các bác khách bác nào có nhu cầu mua dòng này và cài rồi em sẽ hỗ trợ luôn. Dòng này thì các bác biết rồi, rất là bền và không sợ sinh nhiệt, không sợ om linh kiện. Đấy, em sẽ bật thử chế độ số 2, chế độ Divert chú ba này, Divert này Liên chú quyền người gốc Vida. Và sau đây cũng hát tình ca bắt đầu. Hãy các bác nghe tiếng Divert của nó chưa? Tiếng Divert của con 1080M và con VF360 là, và con Shiso T3 là những con mà cho tiếng chất lượng Divert rất là tốt. Nhất là dòng 1080M tiếng Divert rất là dày và nó gọn, dày nhưng rất là gọn. Đấy. Chế độ 3 là em để Divert, chế độ 2 là Divert Eco. Em bật chế độ 2 bước này. Alo, 1, 2. Biển sớm thét gào, một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa. Trời gió mây ngàn, một ngày không về, chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho đấy. Các bác xem video thấy hay thì like bài cho em. Đấy, những sản phẩm này là những sản phẩm cao cấp đang có mặt ở trên thị Việt Nam và đang có mặt tại Ngô Quyền Micro. Các bác nào nhu cầu về dòng mic cao cấp Linacard 3600 chạy sóng vòm để sự kiện và gia đình thì liên hệ em với số điện thoại 0988 322 626. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.